xin chào các bác đến với video của em à. hôm nay em sẽ lên một số siêu phẩm cho các bác xem ha thì nồi này là nồi Yoshi nửa lít còn này này là nồi Toshiba cổ nè màu phiên bản đặc biệt luôn ha tô cao tầng IH áp sức còn em này là dâu uh, gọi là Yoshi Yoshi có tách đường luôn đĩa bay có tách đường ha các bác rất ok nha có, có, có tách đường giảm đường đó còn nồi này nồi tiger áp suất 2 bi màn hình led luôn màu đỏ đô đỏ mặn em này cũng là 2 bi luôn rất là đẹp thì lần lượt em sẽ lên tất cả các nằm uh, mẫu nồi này cho các bác xem ha. giá thêm bán giá cũng hợp lý luôn nè chọn cái nồi cổ nó quá đẹp luôn nè các bác rồi từ từ lên hết các mẫu cho các bác xem ha. các bác mong rằng các bác xem được video nhấn đăng ký kênh nhấn nút like ủng hộ em chân thành cảm ơn thì uh, đầu tiên em lên một cái mẫu nồi uh, hiệu Gucci là 0.54 lít là gọi là nồi nửa lít đó các bác thì nồi của mình rất là đẹp hay sản xuất 2018 luôn 2019 đó 2019 nè là điện 100 qua là công suất 495 w nồi của mình là nồi nồi điện tử nha các bác nồi mâm nhiệt nồi mâm nhiệt của Nhật thì nói chung là những bác đã xài nồi cao tầng của nhật rồi bây giờ mình thử thử đi mình thử xài cái nồi mâm nhiệt của nhật có thời gian sau em đảm bảo các bác cũng không thua kém gì hết ha thì cơm cũng cực kỳ ngon thương hiệu vua đầu bếp tại nhật nè đó yoshi yoshi thì những mặt hàng của hiệu này ra thì không bao giờ làm các bác thất vọng cũng rất rất nhiều chức năng nấu đây thì nói chung là cái nồi này em cũng không thể chơi trách ở đâu được mọi ngoại thất rất là đẹp luôn nha các bác nó gọi là đẹp can luôn đó mới tinh trên chín 95 phần trăm luôn chín tám phần trăm luôn thiếu thùng xốp nên là lòng trong cũng còn ngon lành đẹp luôn ngoại thất xong rồi tới nội thất đây mới 95 98 phần trăm luôn nha các bác gòn xanh mềm đẹp đây Tuy là nồi đó là nồi mâm nhiệt nồi điện tử thôi nhưng mà cơm nó rất là ngon thì gia đình bác nào cái rồng son cũng rất là dài luôn nè thì gia đình bác nào mà làm son cũng đẹp nha các bác thì gia đình của bác nào mình hai vợ chồng son hay là hai ông bà cụ đó đó thì cứ mua cái nồi này thì em nghĩ là nấu cơm rất là ngon nha không, ờ, không là mâm, mâm nhiệt các bác cái này xem sẽ vệ sinh lại thôi cái như là mâm nhiệt nó tỏ nhiệt cái nó bị uh, ố thôi em sẽ vệ sinh cho nó trắng đẹp lại không vấn đề gì hết thì nó trong đầu like cũng xem cái nồi dài trăm thôi giá rẻ luôn cho các bác mình hay em cắm điện hay báo giá luôn điện 100 thì nồi nào cũng dán cái được 100 trên về lưu ý giúp em cái ừ. à, kính thưa các bác em đã cắm điện rồi ha thì đơn giản là những cái nồi nhật thì mình cắm điện 100 này mình xài thôi ha nồi sử dụng trong mọi điện nhật thì những chức năng về bấm nút này nấu cho em thì em đã chỉnh hết rồi. về có việc là mình nhấn nút này mình nấu thôi, còn mình không nấu thì mình tắt nút này cho em. nó có tiếng đàn đặc trưng khi nấu của hãng doosan ha. thì nút này là menu, bấm tới đây. những nút này di chuyển này, cái này di chuyển giờ, tắt cho em đi. bấm lại menu, bấm tới đây, đây chế độ nấu sôi. đúng xuống đây là gạo không do gạo trắng, đây gạo lứt. Đó, chức năng nào thì bấm vô cho em vậy đó nó cũng đơn giản thôi mình xài thì từ từ nó cũng quen nhưng mà khi mua hàng em sẽ có video hướng dẫn cho mình ha thì không nấu tắt đúng này cho em nè bấm vô chỉnh cho tiếp tục chức năng này cơm ngon nè không như là chức năng nấu nhanh gì á thì không nấu thôi mình tắt cho em. đó chỉnh tiếp cái này là gạo lứt nha bác chức năng đang chớp mình là gạo lứt rồi bấm vô đây thì nấu gạo lúc là 90 phút nói chung nhà mình là có người ăn gạo lúc thì mình phải mua cái nồi này cũng rất là tiện lợi thì em giới thiệu sơn lúc này lúc tắt lúc này lúc nấu cơm lúc tắt lúc này là menu là mình chỉnh chế độ của lúc này mũi tên qua lại lúc này hẹn giờ chỉnh giờ đó nó có hai khung giờ để mình chỉnh nè bấm vô đây thì nó sẽ là đúng 18 giờ thì cơm nó sẽ chín sẽ kêu tít 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 báo hiệu là cơm vừa chín tới luôn mình ăn rất là nó là, là kiểu là cơm nóng đó thì tắt lúc này cho em thì nó cũng có giữ ấm thì ok thì nồi của mình nó là nồi để quay lửa thông số nồi của mình là nồi nửa lít nha các bác em có nói luôn nha nồi này là nồi Goshi Yoshi 2019 là sản xuất tại China nha hàng China xuất Nhật nồi là 0.54 lít đây em cũng nói sơ về cái 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 vụ mà China xuất Nhật này đó nhiều bác kiểu như mà người đã tìm hiểu nó cũng như mình đã có kiến thức rồi thì hiểu chuẩn về cái gọi là China xuất Nhật là sao là công ty của Nhật đặt nhà máy tại China đó đặt đèn máy lại tại Trung Quốc để sản xuất những mặt hàng rồi phân phát về trên nước họ xài để cho nó được giá thành nó được rẻ hơn đó chứ bây giờ là thí dụ đặt nhà máy ở Nhật đi thì công cái công xưởng đồ thì nhân công đồ giá nó cũng mắc Bây giờ các bác mua cái iPhone là của Mỹ nhưng mà cũng vẫn là năm bảy triệu nhưng mà cũng vẫn là cũng là đại chữ là model in China các bác hiểu không đó cũng là model in China nhưng mà hàng của Mỹ chứ đâu có phải là bắt bác các bác mua thử các bác đi mua cái điện thoại năm bảy triệu của iPhone nữa coi Rồi cũng model in China nhà máy sản xuất thôi chứ không có mà quan trọng vậy chứ công nghệ và chất lượng thì cũng của chính hãng chứ không có phải nhiều bác uh, kiểu như mà không gõ không gành á nhiều bác cứ nói là hàng Trung Quốc hàng Trung Quốc Trung Quốc mà nó xài điện 100 tới ông nội gì nó điện của nó rẻ hơn ở Việt Nam mình nữa ở Trung Quốc người ta xài điện nó rẻ gờ cái mạc gì đó cái điện của ta đâu có mấy trăm đồng hả phải như cái điện ở Việt Nam mình đâu ba ký ngàn đồng gì đó tiền Việt mình đó thì nó cũng không nói dài, dài dài dòng mất thời gian các bác thì nồi em đang bán giá là 450k nha các bác thì mua hàng các bác cọc cho em là 100k còn lại 350k và tiền ship đó thì nhận hàng được kiểm tra trước mặt vô cục bán ra cái bảo hành cho các bác là 3 tháng nồi hình thức là mới đẹp trên 90 95 phần trăm nha các bác chỉ thiếu phòng shop thôi thì uh, mong rằng các bác xem ưng cái nói ý này cái nồi này thì chụp màn hình lại gửi qua Zalo cho em để chốt đơn rồi lên tiếp cho các bác là một mẫu nồi nữa rất hot luôn uh, tiếp tục đến cái mục siêu phẩm của hãng GoCOC em thì nồi một lít nha các bác sử dụng gia đình mình 3 đến 5 người nấu được ba bát gạo đó thì nói mình đủ uh, gia đình mình sử dụng được ba bát gạo mà đủ đó thì mình cứ mua nồi này ha đủ dung tích gia đình mình sử dụng thì nồi của mình là sản xuất 2015 nồi một lít cao tầng IH áp sức bi nồi có uh, cái dung cái nắp hơi như này gọi là nồi đĩa bay nên đặc biệt là nồi này có công nghệ tách đường nha tách đường ở đây là như thế nào là giảm đường trong hạt cơm chứ không phải là tách hoàn toàn một trăm phần trăm hết đường thì nên thì nói tách hết trăm phần trăm mà nó xạo đó không có đâu tại vì mình cũng tách một số đường thôi cho nó cơ, cơm còn giữ lại nó ngon chứ còn kiểu mà tách hết trơn còn tinh lượng đường thì đâu còn cơm ngon nữa thì các bác mua hàng thì các bác mình cần chịu khó tìm hiểu giúp em hay mình lên mạng hay Google nó mình sợ thì nó cũng có thì cái này là cái vết bẩn thôi nha em sẽ vệ sinh lại còn như là nồi đẹp như video em quay ha ở đây nó có ấy chứ cắn tí xíu nó bị chốc sơn chút xíu thôi nè không ảnh hưởng gì trơn á thì nếu chúng em bán sao em ghi đấy. như vậy cho các bác đó em có chỉ dán điện lên đây cho các bác là tránh trường hợp các bác cắm nhầm điện thì nồi có rất nhiều chức năng nấu luôn các bác đó thèm quay vòng vòng nó cũng cận cảnh cho các bác xem hình nồi rất là đẹp thèm sẽ quay luôn cái thông uh... số cho đây các bác xem kỹ với em ha thì nồi của mình đó là nồi uh, điện 100 làm dèm xài 110 vẫn được mà công suất là 1240 w hình thức cũng rất là ok luôn Đây. đẹp để bây giờ học cũng không nói là ông nói dài thì mình vào nội thất thì em bán hàng thì nội thất cũng không bao giờ làm các bác thất vọng đâu cái nói em nói thiệt thì mình có công nghệ tách đường nè có những cái hạt này là để nó tách đường đó đây bi đụng đẹp này thấy các bác thấy không gòn thì xanh mướt cái nồi này ở trong là nó mới dữ lắm luôn các bác mà độ gọi là cái uh, son hai đáy là hai ngắn nè đây các bác thấy không son platinum ta chữ la tôm con hai đắng hai gái đó cái nồi xong này rất là đẹp Cái này chỉ là bụi thôi nè đó nó có xong này rất là đẹp luôn nó để mà tìm được cái xong bala mà của nồi đĩa bay này có công nghệ tách đường này giảm đường thì nó khó được cái nồi đẹp lắm nhưng mà được đặc biệt cái nồi này nó rất là đẹp nha các bác đó đây các bác xem đây đẹp nao lòng đẹp đi vào lòng người không luôn các bác sẽ đẹp xuất sắc luôn đó em không có hiểu là uh, nhật người ta xài cách nào nhưng mà còn rất là đẹp kiểu như mà người ta người ta không có thời gian để người ta nấu cơm để mua về chứ nấu cũng dài ba lần thôi rồi người ta đem đi cắt luôn đó ở trong rất là đẹp nha các bác này thì cũng không để các bác cho lo em cắm điện báo giá luôn cho mình thì à, em đã cắm điện rồi thì về các bác bấm nút này nấu cho em nè bình thường là nó năm mươi phút đó các bác không nếu không nấu thì các bác tắt giùm em nó có tiếng đờn đặc trưng của hãng nha thì bấm vào đây thì mình chọn gạo chọn gạo là một dãy này đây gãy đây chứ, đây gạo à, không do, này gạo lứt đó, nhưng mà mình xài thì mình cái cái chớp chớp ở trên này nè đó là gạo à, trắng của mình, bấm nút đây là menu là những cái hàng trên đây là những cơm mức độ dẻo của cơm nha, là cơm thơm ngon mềm dẻo lắm bấm qua đây, chứ đầu là năm bảy phút cũng cơm làm thì thơm mềm dẻo nè, thì hạt cơm của nồi Nhật nấu ra rất là ngon, giữ được nguyên chất dinh dưỡng thì không có nấu nó thì mình tắt lúc này cho em lúc này nấu lúc này tắt lúc này menu hai lúc này thì chỉnh này thì cái này là cái độ mềm ngon nữa 58 phút thì em cũng tóm tắt để cho nó nhanh nha các bác thì tắt đây tắt này thì em tóm nó có chức năng nấu cơm cháy cái nấu sôi nấu cháo thì bấm tới đây là chức năng này là nó nấu ngon cực kỳ luôn nè 72 phút đó các bác thấy không rồi không nấu thì tắt cho em đơn giản hay bấm vô đây tiếp tục này này là nấu nhanh nấu nhanh là nó 35 phút thì nồi oxy nấu nhanh cũng rất là ngon ha thì nếu chung mình nấu nhanh thì mình nấu ít thôi nấu cỡ ngăn chén chén rửa gạo thôi hoặc là mình mình bận lắm không có thời gian mình hãy nấu nhanh còn không bình thường mình nấu chế độ ngon đi chọn này là nấu sôi vô đây là nấu sôi 68 phút cho em rồi mình không nấu sôi thì mình tắt mình chỉnh tiếp nấu cháo cho em nấu cháo thì 62 phút thì lưu ý cho, cho giúp giúp em nếu mà mình đã nấu cháo thì mình bấm ngay cái nút nấu cháo cho em thì nó sẽ ngon lành thì cháo chín nó sẽ báo tiếp tiếp cho mình còn mà mình nấu cháo mà mình để chức năng nấu cơm thì nó sẽ bị trào ra ngoài nha lưu ý giúp em là như vậy thì tắt cho em thì nó cũng có hẹn giờ là có chỉnh giờ chỉnh giờ rồi cho mình nè đó có hai mức giờ này 6 giờ sáng và 6 giờ chiều thì mình muốn ăn 5 giờ chiều thì mình cũng chỉnh được cũng được vậy đó đó 5 giờ chiều rồi bấm vô đây là 5 giờ đúng 5 giờ thì cơm sẽ chín đó không không mình không muốn 5 giờ thì mình tắt cho em video nó có hơi lâu vô rồi thì 6 giờ sáng nhưng mà nó muốn 9 giờ sáng mình ăn cơm thì bấm tới 9 giờ nhắn vô đây nó sẽ chạy đó 9 giờ bấm đây thì 9 giờ thì nó bắt đầu cơm không 9, đúng 9 giờ là cơm chín nha trước 9 giờ này khoảng cỡ là một tiếng thì 8 giờ thì nó sẽ nấu rồi thì 9 giờ đúng 9 giờ nó có cơm mình ăn thì nồi em tóm tắt lại là nồi cao tầng nồi một lít nồi cao tầng ih hiệu goshi thương hiệu vua đầu bếp thì nồi này là nồi đĩa bay có chức năng là tách đường giảm đường trong cơm thì cơm nấu rất là ngon gần cái mấy chục chức năng nấu luôn là một hai ba bốn năm sáu hai mươi mấy chức năng hay gì nấu gì luôn đó thì em đang để giá giá yêu thương cho các bác luôn là 2,8 triệu thì đúng 2,8 triệu thì cái nồi này sẽ về nhà các bác hay mua hàng cọc kem 300 còn 2 triệu gửi và tiền ship nhận hàng được kiểm tra cấm điện thì hàng vip hàng là xịn sò thì các bác mình mua mình trải nghiệm mình chơi hàng hệ thì mình mua cái nồi này về để mình trải nghiệm nha các bác thì em cũng bán là có bảo hành cho các bác là 3 tháng tránh trường hợp, các bác cấm nhầm điện thì hàng em bán là 2 8 triệu 8 chuyển đủ 2 8 triệu 8 thêm bao ship cọc kem 300 thì các bác chịu tiền ship tiền cọc cũng trừ vào tiền hàng thôi nhận hàng được kiểm tra cước điểm em cam đoan cam kết là hàng của em nguyên viên bán nên tặng ta đến các bác được kiểm tra được test nếu không đúng những lời em nói em hoàn tiền cọc một trăm phần trăm là các bác không cần các bác trả tiền phí ship gì hết thì tóm lại là như thế nha bác ưng ừ, cái mẫu nồi này chụp màn hình gửi qua zalo cho em em đang bán với giá là hai triệu tám rồi cảm ơn các bác để lên tiếp mẫu nồi làm mưa làm gió lên các bác một thời luôn